Dự án thu phí tự động không dừng ETC do Bộ Giao thông Vận tải quản lý bao gồm hai giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm này, tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, khả năng 7 trạm thu phí do ba tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình quản lý có nguy cơ không đáp ứng tiến độ thu phí không dừng. Trong số 50 trạm do các tỉnh thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh quản lý là Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện có 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT có 50 trạm thu phí. Các dự án BOT của 15 địa phương gồm 46 trạm thu phí, trong đó có 6 trạm đang xây dựng, chưa tổ chức thu phí. Trong số 40 trạm đang tổ chức thu, có 33 đã lắp đặt xong hệ thống thu phí điện tử không dừng. Dịp nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, bến xe miền Tây đã dự phòng nhiều phương án phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự báo lượng hành khách đi các tỉnh tại bến xe miền Tây giảm từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Về công tác bán vé, bến xe miền Tây phục vụ hành khách 24 trên 24 giờ, đối với các đơn vị vận tải tự bán vé và bán vé từ 3 giờ 30 đến 22 giờ, đối với các đơn vị ủy thác bán vé. Để hạn chế ùn tắc khi lượng khách tăng đột biến trong những ngày nghỉ lễ, bến xe đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ xử lý, giải tỏa tình trạng kẹt xe, an ninh trật tự khu vực trước bến. Theo Trung tâm Điều hành Đèn Tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Đà Nẵng sẽ tăng giá vé các tuyến xe buýt trợ giá. Việc tăng giá vé xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng sẽ thay đổi như sau. Vé lượt từ 6.000 đồng một lượt tăng lên 1.000 đồng so với thời điểm hiện tại. Vé tháng đối với vé ưu tiên là 60.000 đồng một tháng, tăng thêm 15.000 đồng cho loại hình đơn tuyến, liên tuyến là 65.000 đồng một tháng, tăng thêm 20.000 đồng Đối với vé tháng bình thường là 120.000 đồng một tháng loại hình đơn tuyến, tăng thêm 30.000 đồng. Liên tuyến là 130.000 đồng một tháng, tăng thêm 40.000 đồng so với thời điểm hiện tại.